Hôm nay thì Vâng. cũng sát giờ thì cũng mới xong chút thật. Tương tương tây đi thầy. Chứ phút 37 38 mới xong. Tại thế nhỉ? Bao tiền đi anh? 800 đi cho ăn. Anh trả lại em 200 đi. Ô, thế một kim phải cho hơn. Không, trả lại đi. Phút Mẹ đấy. Mẹ nỡ mồm cái gì cỡ đầu đầu tất đấy. Nhanh Biết thế lại đá lai like thầy có phải ấy không? đấy. Rồi lại chuẩn bị đi vượt ải thôi. Ô, em phun dương kìa. Chúa tiền nịt. Ôi chúa tiền nịt. Ôi chúa tiền nịt. Ơ kìa, em chưa bỏ kim vào. Định ăn Mẹ, bớt đấy. không Định vớ 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 bảo bây giờ lừa đảo đi đúng chứ thế đầu sợ đầu. phải soi lại xem mà cái cục kim này nó thật hay là chỉ là dán hình ảnh lên ạ. À kim thật dán hình ảnh lên thì bỏ mẹ ạ. À, lửa Kim phải mô vừa hình. à, lửa phải vừa dùng mồm nó cắn vào đấy. Nhai thử cái xem mà nó có bị sứt chết gì không ấy. Em có phải là kim thật không hay là kim mô hình nhỉ? Lại còn có cả kim mô hình à? Có chứ. Còn xem mấy cái linh tinh cái gì đấy. Ui giời ơi, thêm 7 được này. Hút choáng luôn Toàn à. Thịt mất một viên sinh lực anh ạ. Đầu đầu. Sinh 7 mà xịt được kìa. Thịt bình thường. Nó vẫn có tỷ lệ xịt mà. Ông nào vừa vất cho tôi đá mộc đây. Mẹ phải đá thủy đâu. Lửa lửa ghê thật này, chắc chắn ông ra nhi rồi. Ra nhi rồi. Ông là gì ạ? Chú lửa. Lươn Lào Cai. Ra nhi này kịp thật đấy. Vứt nhưng mà vứt đủ đá mộc thế. À, đá em choáng đấy. Đã đủ đâu, thiếu một choáng này. Một choáng à, đấy thế. Anh có hai viên nước ra mà bảo đủ rồi. Thì dừng nước, à đấy, một choáng đây đấy. Đứng yên đấy bên kia à. Không. Ôi ôi, ai có ba viên thủy tinh nữa không? Dở rồi. Sinh lực ơi là sinh lực. Lực là toạch thế này. Ba viên thủy tinh à, lại 500. Vâng anh ơi. Lại ra chỗ cũ. Có phải thì trả lại 500 không? Thì mua phải lấy một kim đốt. Ui giời, lại 7 nữa thì tôi đến đạ luôn rồi. Thẳng choáng đúng không? Choáng. Này 6 viên này một kim. Choáng dễ xịt lắm. Dễ xịt lắm. 6 viên à, một kim à, ok đi. Đầu đỏ. Còn huyền tinh 7 không? Không, không có huyền tinh 7. Huyền tinh 6, 6 huyền tinh. 2 cũng lên. Hỏi thả lửa có ngay đủ huyền tinh. Đừng xịt nữa nha thầy nha, còn 2 viên rồi đấy. Đưa lốt 2 viên đây, đưa lốt 2 viên đây, chơi bài chắc cốp 4 viên thủy tinh luôn. Ừ. Là 300 xu à? Ừ thì 300 xu. Kịp mà. Lại không được xu nhá. À, rõ ràng em tách xu rồi đó. Thôi đi. Thấy giao dịch nhanh nhanh cái đâu. Định lừa tộc à? Định nhảy tàu à? Nâng cấp huyền tinh 6 nữa mới ngại này.
Anh cái gì anh ấy còn đấy không? Anh ấy còn đấy không? Còn đấy không, nó là Anh anh ấy vẫn nào? còn đấy. Anh có ấy. Nó bị xịt nên đâm là nó ngọng mẹ luôn này. Họng ấy. Ấy thật. Mỗi ác này có hai viên thủy tinh này, mỗi tội đéo chìa khóa này. Anh có chìa khóa là giàu to. Vậy có cách nào hack hack trước được cái thủy tinh khóa nhỉ? Lập ngày lập 1.000 ác là có 2.000 viên rồi. Thế là sau đéo anh mua đâu anh ạ. Thế thì cuối cùng thằng nào cũng có 1.000 viên. Không có gì, đã lên thiên vương bang để chặn đấy, chặn cổng rồi. Lên nhầm. Mày lấy túi máu được chưa? Ông ấy mèo ấy giải supply khắp nơi. Mình nhích đít phát là biết ngay là đứng ở đâu. Thế nên ấy, mấy viên huyền tinh ấy, nhanh nhanh lên, gom nhanh lên để đi bán. Thủy tinh chứ quên. Bảo huyền tinh lại đá cho hỏng rồi. Nhầm. Không biết sáng này sáng giờ đốt mất mấy viên rồi à? Rồi. Qua ép ép chơi chơi mất 30 viên thần tinh rồi. Đấy là ép ví dụ mất 30 viên mẹ. Toán trừ 2 nó không thấy cái nào nhỉ? Có phết đấy. Quan trọng là cái bọn ở Phượng Tường ấy, nó nghỉ mẹ bán rồi. Phượng Tường mới nhiều. Đợt này kiếm được cái góc mở dương viêm đế chuyến nữa là cũng mẹ 7-8 viên, chán thật. Ghê ta. Thủy tinh nhiều quá. Phần nửa ăn điều nó khác. Đi tại tiếng này thấy con ma sói ma chiếc đi này lành như tư nhiều rồi. Nhanh chí nóc ra khỏe anh. Chắc khỏe đi 12 giờ qua rồi. Ok. Đéo thằng ma sói có cái vẹo gì đâu mà cứ phải để cao nó lên. Có cái vẹo gì xe không cái cấp 110 vào nó từ dã ra lòi đầu, có cái vẹo gì à, ma sói gặp em vả cho không xịt phát nào, không đánh được thì mình xin rồi hương trước ma sói với thằng nghèo không... hai thằng một thằng kẹp trên một thằng kẹp dưới mình quật cho chết cả hai. Bọn nó hay chơi bài kẹp trên kẹp dưới mới dậy nhở. Anh có viêm đế đấy mà cũng mẹ mẹ kẹp trên kẹp dưới xong rồi. Người ta là anh em thân thiết mà anh không biết nữa. Chiến thuật là thế. Nói thẳng ra là quan tâm đéo thì biết. Tâm đéo thì nó. Còn viên thủy nào không? Còn viên thủy nào không? Còn viên thủy nào không anh ơi? Thủy à? Không bán ở đây đâu hết rồi. Quý ngã ơi. Ai, bán ngựa. Ủa, ông bị tìm mấy tháng năm không thấy. Việt Kinh bán ngựa à? Bán ngựa. Dương Dương. Dương Dương bán ngựa. Hiện một luôn nhá, hiện một luôn nhá. Em mua nốt cho anh một cái dương cẩm năng chưa? Hiện một hiện hai. Hiện một. Hiện một. Hiện một một viên và trừ hai một viên. Nè, chưa thấy. Hả? Đâu, Dương Dương bán ngựa đi.
Em và số 2 thảy vào đấy hộ anh nhá. Hiện một mà anh. Nhặt chưa? Em nhặt rồi, cần hiện một, cần hiện một. Có một viên hiện một rút ra đi thôi. Hiện một đây lại trừ một chứ. Viên một đen đen đi. Ok rồi. Như cục chuột đấy. Đây này còn ẩn một nữa này, còn này. Đủ rồi. Cứ lấy ép cho hết đi. Ơ mà đủ túi vườn chưa đi ngã để có gì chiều anh vào anh ăn nốt. Anh là bao nhiêu bộ ta quên mẹ rồi, 36 bộ đúng không? Không, mày cứ mở ấy ra ấy, tại vì anh ăn cả dàn của thằng ấy nữa mà. Của Hải nữa, chưa đâu anh ăn 36 bộ của anh chứ đi, 4 bộ của anh Hải để đâu. Em chưa có mua thịt của kia, kia qua nó chưa có giao. Của thằng Hải 8 bộ cơ. Nó sẽ 8 mà. 8 hay 4? 8 mà. 7, 7, 7, 7, 7. Một ăn mà ăn rồi. Không có ạc cơm luôn xét hả anh Tám? Không em. Ủa em lấy con xét hả? Ờ để nào? Thì em đã nói rồi mà tem một người hào một người hoàng là anh phải bỏ một con cung luôn xét qua để ôm đam mà không thích có được không? Ừ đấy thì sao anh chưa già sao? Mà anh mau quên quá nha anh Tâm, thích quên đấy thì sao? Tôi như thế đây, thích quên đây sao? Đậm đỏ cao đầu đây sao? Ở lên trên bê tông đi. Chả mấy mà đến thứ bảy đâu anh là gì? Nếu xuống thế, thế là thứ sáu anh xuống buổi nào? Sáu anh xuống trước từ buổi sáu, sáng sáu xuống. Thế tầm giữa chiều thứ bảy nhá, ngồi gì nhá, ban bẻ. Mình đi tối được không em? Vai cả đi tối ạ. Mình đi tối thì nó có thể đi được lâu hơn, đi thời gian dài hơn. Đi tối thì đi tối còn con cái mẹ còn cứ là viêm đế xong đi. Đi muộn thế thì mẹ thằng con ai chồng? Vợ mày chồng, vợ mày mày còn chở lao ai chồng nữa là lo gì con? Vợ nó hay làm muộn. Nó hay làm tối. Cho nó đi cùng. Ôi giời, mẹ mất vui. Ngồi uống. Con nhà mày học lâu mấy? Hả? Con nhà mày học mấy rồi? Mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Thế thì ra cho chơi cùng con bé nhà tao. Xong rồi con lớn thì tao lại trông hai đứa nó. Ừ. Xong. Đúng không? Ừ. Thằng 5 tuổi nhà mày chơi với con bé nhà tao, xong rồi con lớn thì tao lại trông hai đứa chúng nó. Thế là để chốt kèo là tầm mấy giờ để lên kèo với cả thằng Bầm này? Thì cứ tầm hội đến gần hôm đấy đi cho nó dễ. Ok không? Hôm trước hú hôm sau hoặc là buổi sáng hú buổi chiều cho dễ. Bây giờ nói trước còn vướng trẻ con rồi vướng đống. Không thì đang anh em đang dự bị tính kiếp. Thôi mà chưa chốt. Bị kiếp đâu. Tầm... Hay. Định nhảy tàu à? Lại định nhảy tàu à? Lại định quýt quýt à? Nhảy tàu. Mày nói to thế. Thấy già. Thấy em cái cú quyết gì đấy? Ép mũ kiên nhẫn rồi. À. Đấy à, anh nhất đâu mang mũ ra cho thầy làm mẫu anh nhất đâu vậy? Quan trọng là chưa có. Thầy ép một lần ra ba ba, ba ba là nhất đau tự tử chết luôn. Tao nghỉ game buồn nó sợ kéo thì sợ điếu gì thật chứ sợ. Sợ điếu gì mà không sợ. Cầm ra ba ba đổi lại cái mũ 31 của anh ấy. Cười đéo thì nói thật thì cười đéo này. Ừ thì ai nói gì đâu thì chẳng nhẽ khóc. Có khó chịu thì cũng nói câu nên là phải thấy cười điểm nhé. Cười kiểu sắp mẹ sắp thở thở hắt ra vậy ạ. Không hề lại đi tu mà đồng bé như con run đi vậy bác.
Đấy, bọn đang bật tình quyển 2 ấy. Em lấy tôi ra quyển 2. Ây da, em đã đưa cái viên này vào. Cũng được. định ăn gian rồi mà bị AD nó phát hiện. Ăn mà không được anh em. Nghe chưa? Nghe. Lắc nhiều nhá. Lắc nhiều là nó lộn đấy. Anh nhớ đâu rồi? Xem một cái mũ. Ơi. Xem một cái mũ dựa xung quanh này. 12 giờ mở máu đúng nhờ? Ừ, mở vậy. Đấy, bố đang bảo người ta ấy rồi. Một. Ủa, cái mồm, đúng cái mồm.